Bữa giờ tôi thấy mọi người tranh cãi là lấy chồng giàu sẽ sướng, với lại lấy chồng dù nghèo mà được như tôi á thì sướng. Rồi bữa nay tôi cho mấy bà nhảy vô đây nè, tranh luận tiếp nè. Trước tiên á, mọi người coi một ngày bình thường của mình á như thế nào đi. Trước khi đi làm á, chồng tôi mua đồ ăn sáng nè, ăn giặt, với lại mấy củ khoai ăn xế nữa. Bữa nay ăn sáng của tôi là bún riêu, còn ăn giặt á vẫn là món yêu thích Sâm Bổ Lượng. Sáng nay chồng mình đi làm sớm, lúc đó thì mình đang ngủ nên không có hay trời chăn gì hết trơn. Sáng thức dậy là thấy đóng đồ ăn sáng rồi, với lại có nấu sẵn cho mình nồi canh mướp, rồi cái nồi thịt cũ hôm qua cũng hâm lại. Chồng mình có mua cá lồng tông để sẵn, có làm sạch rồi để một hồi mình chiên hay kho gì đó ăn. Gạo cũng xúc sẵn rồi nè, sợ tôi ăn nhiều hay sao á. Mấy bạn thấy cái mặt mình là cũng biết mình đã trải qua một đêm phờ phạt như thế nào. Mỗi ngày ăn sáng thật ra mình không có thấy ngon miệng như hết trơn, cảm giác giống như là mình ăn cho qua vậy đó. Tới trưa thì mình cảm thấy ăn ngon lại. Em công chúa nhà mình lâu lâu có một ngày sẽ không có ngon giấc, rồi khuya ba mẹ phải thay nhau ẩm một xíu rồi mới ngủ. Nhưng mà cũng chậm vía lắm á cô chú, lâu lâu người ta mới bị một lần. Tại sao á, chồng mình lúc nào cũng mua bún riêu cua ở đây? Tại cái cục riêu cua đó đó mình thích lắm. Tới khúc ăn sáng này nè thì lấy chồng giàu lấy chồng nghèo gì á mình cũng được ăn sáng hết trơn. Nhưng mà lấy chồng giàu đúng là sướng hơn đúng không mấy bà? Nhiều khi á ăn sáng có người nấu cho ăn rồi sao, hay là được chở ô tô đi ăn ngoài. Mình mệt quá à, làm biến nấu cá này ghê, thôi bỏ vô hộp rồi để gia vị, chịu ổng làm gì ổng làm. Mấy bà đừng có tranh cãi vụ mà lấy chồng giàu chồng nghèo làm gì mất công. Ai trong trường hợp đó thì người ta mới hiểu thôi. Như mình thì mình đâu lấy chồng giàu đâu nên mình đâu biết được cái cảm giác như thế nào. Nhưng mà nhìn thẳng vô là chắc chắn mình sẽ thoải mái về vật chất. Rồi á, cái chuyện chồng có tốt hay không là do bản thân của tính người đó nữa. Lỡ á mấy bà lấy chồng không có khá như tôi đi, xong á mà tính tình còn vũ phu hằng học này nọ nữa, rồi mấy bà thấy khổ tùm lum không? Nên thôi đi mấy bà ơi, kể như cái đó là duyên số rồi. Sáng á ổng đi làm gấp quá không có giặt đồ kịp, sáng nào chồng mình cũng giặt đồ cho con hết. Bữa nay ổng làm không được á thì mình làm thôi. Đang giặt ngon ơ vậy đó, em công chúa ở ngoài em khóc lên, đi ra coi em sao cái đã rồi mình làm tiếp. Đó là một trong những lý do á, chồng mình làm hết việc nhà giùm mình. Tại vì á sợ em thức mà mình không có thời gian trông với chơi với em á. Hai vợ chồng mình á không có phân chia công việc, vì chồng mình á tự thấy công việc đó là ổng làm hả. Đồ xong á là mình tranh thủ đem ra sau hè này phơi, phơi sớm như này nè chiều nó mới kịp khô mấy bà ơi. Ông chồng mình á là một người bình thường là chắc chắn ổng cũng có khuyết điểm, như là ổng nói chuyện không có hài hước nè, hay đâm chớt lắm. Còn lúc chồng mình giận á hơi nhõng nhẽo nha, chắc cũng còn một số khuyết điểm đó, nhưng mà kể ra đây cái tự nhiên mình không nhớ. Nên á tìm một người chồng không bao giờ tìm được một người hoàn hảo đâu, quan trọng á là mình biết khuyết điểm là gì, mình chấp nhận không, cái người mà bạn chọn đó có chấp nhận cái khuyết điểm của bạn không nữa đó. Mình á hả thấy vậy hả, mình nóng tính lắm đó. Chồng mình mà chịu được mình thấy ổng cũng hay rồi. Kể chuyện một hồi hả, trời mưa luôn nên mình đem đồ vô hồi nãy đó, có mưa gì nè nó mát mấy bà ơi, chứ cứ lâm găm hoài nó còn nực hơn nữa. Đây là chân dung cái ly Sâm Bổ Lượng chồng mua đây, không có dám ăn hết tại vì nó ngon quá, ăn phân nửa thôi. Em công chúa giờ này là đang chịu nằm chơi cho mình ăn đó, nghe bà mẹ lý sự cùn hồi nãy giờ em cũng mệt đó. Bữa tôi thấy mấy bạn comment là sao tôi không dọn ra mà ăn mà bới tô á hả, thật ra là tôi cũng thích dọn ra ăn đó chứ bộ, món nào á mình ăn món đó thì nó ngon hơn. Nhưng mà dọn ra thì nó lũ phủ lắm, bới một tô cơm gì nè nhanh gọn, còn á canh thì mình múc ra một chén riêng là xong. Bới một tô cơm như vậy á mình đỡ phải bới nhiều lần đó. Hồi nãy giờ mấy bạn thấy không, một ngày ở nhà như mình nó cũng có cái cực với cái vui riêng, lấy chồng nào á cũng có cái sướng khổ riêng hả mấy bà ơi, khỏi tranh cãi mất công. Quan trọng nữa là mấy bà thấy hài lòng chưa là được.